Dạ, chào các bác quay trở lại kênh xe đạp Phong Tuyền. Đấy, hôm nay thì em lại tiếp tục lên sóng gửi đến các bác một số cái món phụ kiện đồ chơi cho xe đạp. Hôm nay em có yên, có quần này, có giày bán thanh lý giúp cho mọi anh khách. Hàng này thì toàn bộ là hàng được em tuyển ở bên Nhật về các bác nhé, mới có lướt có. Sau đây em đi vào chi tiết và em báo giá, các bác có nhu cầu sử dụng cho em địa chỉ số điện thoại, rồi em ship hàng đến tận nhà. Các bác cứ nhận hàng, kiểm tra và thanh toán các bác nhé. Em sẽ đi vào cái món yên trước đi các bác ơi. Ở đây em đang có một chiếc yên San Marco. Yên này thương hiệu của Ý các bác nhé. Thương hiệu của Ý, hàng lướt đã qua sử dụng nhưng mà hình thức còn rất là mới. Cái này thì mút nó khá là dày các bác nhé. San Marco thương hiệu của Ý các bác nhé. Chiếc này thì cái bề mặt của nó khá là nhỏ. Đấy, 12,5. Bác nào tầm được khoảng 60 cân đổ lại gì đấy. Hàng chính hãng các bác nhé. Chiếc này để các bác 730.000. Còn rất là đẹp các bác nhé. Rất là đẹp. Mã số 1. 730.000. Còn rất là đẹp các bác nhé. Êm. Chính hãng. San Marco thương hiệu của Ý các bác nhé. Gọng nghĩa còn rất đẹp. Nói chung là cái yên này đẹp và giá rất là rẻ các bác nhé. Rồi tiếp đến bên này em đang có một chiếc yên Physics. Dòng này nó là dòng yên ngựa. Cái yên này thì cái bề mặt của nó khá là to. Cái này nó 15 cm các bác nhé. Bác nào tầm được khoảng 70 cân đổ lên các bác ơi. Cái này nó có cái chữ Physics ở đây nhưng mà nó bị mờ mất rồi. Dòng này là dòng yên ngựa. Yên ngựa khá là êm và nó rất là thích hợp với các bác đi những cái chuyến đi đường dài. Hình thức còn rất đẹp các bác nhé. Còn rất chi là đẹp luôn. Đây. Những cái yên ngựa mà cái bản to như này nó cũng hiếm lắm các bác ơi. Cái chỗ này thì dựa vào tường nên là nó có những cái vết. Nói chung là nó chỉ mờ mờ các bác ơi. Nó không phải là vết đâu các bác. Nói chung là nó còn rất là đẹp. Da rẻ còn đẹp quá nhé. Chỗ này thì cũng có bị tí quá này. Đấy, có một cái vết tí thôi. Nói chung là đến gần các bác mới nhìn thấy các bác nhé. Đấy, tình trạng có như nào thì em có thông báo với các bác như thế. Gọng còn rất là đẹp. Đấy, sản xuất tại Ý, hand made in Italia đây các bác này. Đó, Italia. Chiếc này mã số 2. Mã số 2. Giá 1,2 triệu các bác nhé. Mã số 2. Đó, giá 1,2 triệu cho bác nào mông to này, mông to các bác nhé. Mã số 2. Rồi bên đây em đang có một chiếc yên ngựa nữa. Cái chiếc này của em nó là hàng mới luôn. Mới luôn các bác nhé. Mới 100% luôn. Cái này thì cái bề mặt của nó 13,5 và cái chiều dài của nó thì là 27,5. Cái này em quên đo cái này chiều dài. Đo chiều dài các bác. Cái này nó khoảng 27 cm. Cái này thì nó cũng như cái kia thôi, 27,5. Mới 100%. Sản xuất tại Ý. Hand made in Italia các bác nhé. Các bác cứ nhận hàng các bác xem nó không có cái chữ made in Italia thì các bác không lấy. Đấy, đơn giản thế thôi. Yên ngựa các bác nhé. Êm. Ngồi rất thoải mái. Chiếc này mã số 3. Giá 1,4 triệu. 1,4 triệu các bác nhé. Đó. À đây em có hai cái. Có hai cái đấy các bác này. Có hai cái. Đấy. Hai bác mỗi bác một cái các bác nhé. Mã số 3. Nói chung là không cần phải đánh mã nữa đi. Ở bên đây em đang có một chiếc Physics nữa này. Chiếc này đế gọng carbon luôn các bác nhé. Gọng carbon thì nó sẽ hình vuông. Nên là bác nào mà đang sử dụng những cái chiếc xe mà cái chỗ nó bắt, cái chỗ mà bắt yên, cái gọng yên này các bác này, mà cái miếng
miếng ốp ấy nó nằm ở trên nên nó ốp xuống ấy thì là dùng được cái gọng này các bác nhé. Còn nó ốp mà hai bên hông người vào này, ép hai bên hông người vào là bắt vào cái gọng này không được các bác nhé. Đấy, chung là em bán thì em cứ nói trước như thế để các bác đỡ mất công. Nếu các bác không biết thì các bác mua về xong là các bác gắn vào không được thì đổi trả cái thứ thì nó mất duyên cái yên ra các bác nhé. Đấy. Cái chiếc này hình thức còn rất là đẹp, đế gọng carbon, in ngựa, đâu không, cái này nó in bằng, không phải in ngựa, em nhầm đấy. Da là dòng da Winflex, một cái dòng da rất là nổi tiếng của Physics về cái độ bền. Cái này thì chiều dài của nó là khoảng xấp xỉ 30 cm, cái bề mặt của nó thì nó vào khoảng 13 cm, bác nào mông vừa vừa thôi. Chiếc này thì để các bác giá 1,7 triệu, đế gọng carbon, sản xuất tại Ý các bác nhé, sản xuất tại Ý luôn. Cái này nó chữ nó hơi mở chút đây, made in Italia đây. Chiếc này thì mã số 4 các bác ơi, mã số 4, da rẻ còn rất là đẹp, gọng nghĩa còn rất đẹp, không có lỗi lầm gì các bác nhé. Thằng này thì mút rất êm các bác nhé, mà form cũng vẫn rất là đẹp. Mã số 4 giá 1,7 triệu đấy, đế gọng carbon mà giá quá là mềm mại để các bác chơi. Đấy, bên đây em đang có một chiếc yên đẳng cấp của thương hiệu Bensola, đây là chiếc yên Edward Power. Đây. Chiếc này đế gọng carbon, quá chứ, gọng carbon, này. Gọng phắc carbon. Đấy, chiếc này mới của nó giá trị rất là cao các bác này. Đấy. Em mua được cái chiếc này hàng lướt nhưng mà nó còn rất là đẹp. Dòng này là dòng 155, đấy, cho bác nào mông to này, 70 cân đổ lên này. Đấy. Còn rất đẹp các bác nhé. Da rẻ carbon rất đẹp. Thằng này nó dòng yên ngắn. Đây, cái này nó vào hơn 24 cm một chút. Đế gọng carbon các bác nhé. Chiếc này 3,6 triệu các bác ơi. Mã số 5, 3,6 triệu. Hàng chính hãng các bác nhé. Đấy, cái này thì nó cũng như cái này thôi. Đấy, nó gọng vuông và các bác vẫn phải là bắt đấy, cái miếng ốp ấy, nó vẫn phải là ốp từ trên xuống các bác nhé. Ốp hai bên hông này vào là cái khe nó bé, nó chỉ bắt được gọng tròn thôi. Còn cái ốp từ trên xuống ấy, nó cái khe nó bắt được cả vuông và tròn các bác nhé. Edward quá đẹp luôn, 3,6 triệu. Rồi bên đây em có một chiếc yên của Gian này. Chiếc này mới luôn, mới luôn các bác nhé. Chiếc này thì cái bề mặt của nó vào khoảng 14,5 cm. Và chiều dài thì nó vào khoảng 27 cm các bác nhé. Đây là một cái chiếc yên, nó có một cái form dáng rất là đẹp, mới 100%. Đó, mới luôn. Thằng này mút cũng dày êm nhưng mà form rất đẹp. Đây có lỗ ở giữa đây. Đó. Giá 1,4 triệu các bác nhé, 1,4 triệu chiếc yên này, mã số 6, yên của Giang. Mã số 6 giá 1,4 triệu. Đấy, trong này em đang có một cái yên nữa này. Cái yên này thì thực tế là em bán cho một anh khách ở trong Sài Gòn rồi, bán cho anh ấy rồi nhưng mà không hiểu lý do tại gì, tại sao mà anh ấy không nhận. Anh ấy không nhận nhưng mà anh ấy vẫn trả cái tiền phí ship rồi các bác nhé, trả tiền phí ship cho em rồi. Nói chung là anh em vẫn vui vẻ thôi, anh không hiểu là tại sao không nhận nhưng mà vẫn trả phí ship đàng hoàng. Cái này các bác có lưu ý giúp em các bác nhé, trước khi các bác đặt hàng thì các bác phải cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ. Đấy, sau đó các bác hãy chốt. Đến lúc ship đi ship về nó mất thời gian, nó tốn tiền ra, mà không may nó hư hỏng thì em là cái người bán là bị thiệt các bác ơi. Đây. Ví dụ như là đây, những cái yên này các bác nhé. Đấy, đây này,
Cái lúc em chuyển đi là nó là một cái hộp vuông đẹp, nhưng bây giờ tin mà về đến tay em sau nửa tháng này các bác này, đấy tầm tầm khoảng chục ngày gì đấy, tái vào Sài Gòn thì nó quay ra nhanh hơn, nó bẹp rúm rúm gió hết như này các bác này. Ví dụ như là trong này nó là cái đồ dễ vỡ thì chắc là vứt đi rồi, may nó là cái yên nên là chắc là không việc gì. Đây nó rúm như này, này. Đấy các bác thấy nhìn nó có khổ thân không? Nên là các bác lưu ý giúp em là các bác trước khi chốt thì các bác suy nghĩ thật kỹ các bác nhé. Đấy. Chắc chắn mình mua ấy, thì mình hãy chốt, không có để ship đi ship về nó mất thời gian, nó tốn tiền, nó không may nó hư hỏng là em là cái người bán thiệt thòi. Đấy. Đây. Đấy là một chiếc yên bông chăn cơ. Chiếc yên này hôm trước rất là nhiều người muốn mua cái yên này, nhưng mà chốt cho cái anh này thì anh ấy đến lúc gửi vào anh không lấy. Yên còn rất là đẹp. Chỗ này thì nó bắt lên xe rồi nên là nó có xước một chút sơn đây các bác nhé. Đó. Đây, cái chiếc này bữa trước em bán là 1.350.000 này, đấy, giảm cho anh ấy là xuống còn 1.250.000 đấy, mạng số 4 đấy, bông chân gương. Cái yên này nó còn đẹp lắm. Cái này cái chiều rộng nó là 15 cm, chỗ rộng nhất đấy các bác, 15 cm. Cái chiều dài thì nó là 27 cm các bác nhé. Đấy còn rất là đẹp, da rẻ còn rất đẹp các bác ơi. Đấy, đây. Rất là đẹp luôn, mút êm. Chiếc này thì vẫn để các bác là 1.250.000 các bác nhé, 1.250.000. Cái chiếc này thì mã số 7 các bác ơi. Mã số 7. Mã số 7 các bác nhé, 1.250.000. Bông chân gương. Đấy, bác nào mông to các bác nhé. Cái này nó sẽ phù hợp với các bác mông to. Ví dụ các bác tầm khoảng 70 cân đổ lên chẳng hạn thế. 1.250.000. Rồi bên đây em còn hai bộ má phanh carbon. Cái này nó của hãng Shimano các bác nhé. Nó dùng được cho tất cả những cái cặp bánh carbon. Hàng chính hãng nhưng mỗi cái là nó không có hộp thôi. Giá để các bác 400 một bộ các bác nhé. Hàng chính hãng của Shimano, không có hộp. Cái nào xịn em nói xịn, cái nào mà nhái em nói nhái. Đấy, các bác nhé. Đây. Carbon. Đây, nó có cái chữ carbon này các bác này. Đó. Chung là nó không có hộp thì nó sẽ rẻ hơn được tầm khoảng 100.000 hơn 100.000 gì đấy. Đây. Ngày xài ngon lắm. 400 giá rất là mềm mại. 400. Em còn có hai bộ thôi. Rồi bên đây em nó có một cái gạt đĩa của Duracer 7009, hình thức còn rất là đẹp. Cái này nó sử dụng cho những cái bộ group 10 lít các bác nhé. 7009 đây. 7009 ra ban này. Thằng này nó xài cổ dê các bác ơi. Cổ dê. À, cái thông số của nó là 30 mấy đây. các bác nhé. Thằng này thông số của nó là 31.8. Đó. Nó còn đẹp lắm các bác ơi. Giá 750.000 cổ dê. 750.000. Còn rất là đẹp các bác nhé. Ốc ác các thứ đầy đủ hết. Quá đẹp luôn. Bác nào đang tìm một cái gạt đĩa cổ dê mà xài cho những cái bộ group 10 lít các bác. Cái này là đỉnh nhất của dòng 10 lít của Shimano rồi, nó là Duracer 7009 ấy. Rồi sang bên đây em đã có một đôi giày này. Đây là đôi giày của anh khách nhờ em bán hộ. Một đôi dòng này là dòng Netwood Ares. Đầy đủ phụ kiện các bác nhé. Sách vở này, túi nước đầy đủ hết các bác.
Edward Arep. Đây là một đôi giày đẳng cấp các bác ơi, đẳng cấp nhé, của hãng Ben Slide. Đôi này có size của hãng là size 41.5. Các bác nào chân khoảng 26cm đi đôi này là đẹp các bác ấy. 26cm, 26 đấy, 26 hoặc là 26.2 gì đấy, hoặc là dưới 26 đó. Hình thức còn rất là mới, quá đẹp luôn. Cái đôi giày này đi nó ôm chân lắm, đạp nó rất là lực các bác nhé. Cái thằng này cái chỉ số độ cứng của nó là 15 đấy, cao nhất rồi các bác nhé, cao nhất của chỉ số độ cứng cho những cái đôi giày đạp xe rồi đấy. Nói chung là đế nó càng cứng thì các bác đạp nó càng đỡ bị mất lực. Cái này anh mới đi có đúng 1 hay 2 lần ấy, có dẫm lên gạch lên đá này, nó có xước chút đi. Cái này cửa gió này, cái đôi giày này nó nhẹ lắm. Khóa 3 của thằng Ben Slide thì nó là đẳng cấp rồi, rất là nhẹ, rất là mượt. Đôi này cái lúc mới của nó cũng gần chục triệu đấy các bác, gần chục triệu đôi này lúc mới các bác nhé. Mới đi có 1-2 lần thôi nên là hình thức nó vẫn cứ là len ken xà beng, không kém gì giày mới các bác ơi. Giá mong muốn là 5,5 triệu các bác nhé, 5,5 triệu đôi này. Cái đôi này thì các bác chân phải nhỏ các bác nhé, chân phải thon gọn và hơi dài một chút thì đi cái đôi này này rất là đẹp. Này là Edward Arep các bác nhé. Cái này là những cái vận động viên chuyên nghiệp người ta rất, người ta đi cái dòng này rất là nhiều. Cái dòng này thì nó rất là ôm chân đấy, đạp và nó cái đế carbon của nó, cái chỉ số độ cứng nó cao nên đạp nó không bị mất lực các bác, đạp rất là ôm chân. 5,5 triệu các bác ơi. Đây là thông số của hãng này, 26.5 cm, nhưng mà thực tế thì các bác chỉ tầm khoảng 26 cm đi là ok. Cái món xa xa này. Có cái món này thì bác nào, bác nào đang chơi Duracer 9000 này, Duracer 9000 các bác nhé. Đây là một cái bộ đĩa thông số 5339. Các bác nhìn cái răng của nó này. Đấy. Cái bộ này thực tế thường Nhật nó mới đi có tầm độ khoảng 100, hơn 100 km các bác nhé. Mà chủ yếu là nó sử dụng cái đĩa bé này thôi. Tại bên đấy là đường nó đèo dốc nhiều các bác, chủ yếu nó đi cái đĩa bé thôi. Còn cái đĩa to này nó mới đi có mấy lần rồi các bác nhé. Đây. Có những cái răng là còn chưa có vết xích luôn. Đấy, ví dụ như cái răng này chẳng hạn thế. Quá đẹp luôn các bác ơi. 5339 Duracer 9000. Đấy, bác nào mà đang xài 5.800 hoặc là 6.800, bác mua cái này về thay vào ok các bác nhé. Nó như nhau, lỗ nó như nhau các bác nhé. Chỉ có một cái là cái chỗ gờ này là nó hơi khác nhau một chút. Đấy, chỉ còn để lỗ thì nó như nhau nên bắt vào vẫn sử dụng bình thường các bác nhé. Bộ này thì em để các bác 3 triệu, 3 triệu bộ này. Đấy. Răng lợi ở cái đĩa to là nó đẹp như mới luôn, nó chỉ có mới gọi là có một vài cái vết xích thôi các bác nhé. 3 triệu bộ này. Đó. Rồi tiếp đến xong đây. Em đang có một cái quần cho các bác nào mặc mùa thu đông. Một chiếc quần Catterly các bác ơi. Chiếc quần Catterly. Cái mông của nó các bác này, nó đẹp như mới luôn. Đó. Cái này mặc mùa thu đông, nhưng mà theo như em ấy thì các bác mặc mùa đông là để hợp hơn. Tại em thấy cái vải của nó là nó đây, ở trong nó có lót một cái lớp lông nhẹ nhẹ. Chỗ này thì nó có khóa này. Cái này em 1m75-76 và em nặng 70 cân, nhưng mà cái quần này là hoàn hảo luôn quá nhé. Đấy, nó size L, size L Catterly. Nói chung là nó đẹp dã man luôn các bác, bỉm cực kỳ êm các bác nhé. Cái này thì để cho các bác là nói chung là vừa bán vừa tặng các bác này, 1.250.000 đấy.
mã Q1 vừa bán vừa tặng các bác, 1.250.000 những chiếc quần của Cattoli các bác nhé. Đây là quần dài. Đấy, cái đai này các bác này, cái đai này mặc nó rất là thoải mái các bác nhé, rất chi là thoải mái. Bác nào tầm khoảng 68 đến 72 cân mà cái chân và cái đùi nhỏ nhỏ thôi, thon thon đấy các bác nhé. Nó như em ấy, 1m75 nặng có 70 cân ấy. Và em mặc cái quần này là hoàn hảo luôn. Đây cái ống của nó này. Ống này thì không biết là đo kiểu gì nữa, nhưng mà nói chung là cái này thì nó khoảng 66 cm, đo từ chỗ này quá nhé, 66 cm. Nói chung là bác nào mà có chiều cao nhưng mà người nó thon thon dòng dòng như em mặc cái này là rất là đẹp luôn. Quần nó quá mới luôn quá nhé. Đấy, để các bác 1.250.000. Rồi bên đây em nó có một chiếc ALE của Ý này. Đấy, chiếc này nó cũng là quần yếm, mà chiếc này thì cái quai của nó thì nó còn em cầm ấy, nó, cái cảm giác nó còn sướng hơn cả cái quai của thằng Cattoli. Nó rất là nhẹ các bác nhé, rất là nhẹ. ALE. Đấy, màu sắc rất là đẹp. Cái quần này thì nó có size của hãng là size gì đây? Cái này sản xuất ở Ý này, made in Italia này. Size của hãng thì em chưa tìm đấy. Không biết là size gì luôn. Không thấy nó để size các bác ơi. Không thấy để size. Đây là hình thức của chiếc quần này, từ từ để em ngắm nó đã. Ngắm xem là cái quần này này. Cái quần này thì các bác khoảng 68 cân đổ lên quá chứ, nó size L đấy. Thì em nhìn cái ống này này, cái ống này đấy, chắc chắn là size L cho các bác luôn. 68 đến 72, 73 cân đấy. Bỉm đây, bỉm xanh này các bác. Sướng lắm, sờ nãy sướng lắm. Rồi, hình thức thì quá đẹp. Cái này thì cái mông của nó dùng rồi nên là nó cũng có những cái vết sờn nhẹ nhẹ các bác nhé. Nhẹ nhẹ đấy các bác này. Đấy, nó cọ sát vào cái phần da của Yên các bác. Nên là nó có cái vết nhẹ thôi. Đấy. Chiếc này thì để các bác 1.050.000 các bác nhé. Đấy. Một chiếc quần của Ý luôn. Cái quai này mặc thì quá sướng này. Rất là thoải mái các bác nhé. Quay đời mới. Rồi, 1.050.000. Vải quá ngon luôn. Cái đấy lúc nãy em quên em không ghi giá vào. Nhưng vừa giờ là phải mất mấy giây để định hình lại. Để định lại cái giá. Đấy, em quên em không ghi giá các bạn. Thôi cái bán đại 1.050.000 đi. Lỗ lãi tính xong. Rồi bên đây em đang có một chiếc áo Santini, check Santini. Chiếc áo này nó có size của hãng là size M. Cái nách của nó là 44,5. Chiều dài thì 69,5. Đó. Santini thì nó quá đẳng cấp rồi, rất là đắt đỏ, rất đắt đỏ các bác nhé. Đây, size M cho bác nào tầm khoảng 63 đến 68 cân các bác nhé. Đấy, còn rất là đẹp, cực đẹp luôn. Chất vải này. Santini. Cái tem của nó bên hông này. Sản xuất tại made in Albania. Cái áo này là em cũng bị bom hàng các bác này. Đấy, bán cho một bác ở trong Sài Gòn, nhưng mà khi ship vào đến nơi thì bác ấy cứ hẹn lên hẹn xuống. Đấy, cuối cùng là em thấy ghi ở trên cái hộp mà gửi hàng về là
nhân viên bưu điện người ta ghi là khách không có tiền để nhận đấy, nên là chuyển hoàn. Đấy, hôm nay em bán 1.3 triệu các bác này. Đấy, hôm nay bác nào lấy thì em gọi là bán cho các bác 1.2 triệu đi, kệ đấy, âm 100 đi các bác ơi. Đấy, 1.2 triệu các bác nhé, để các bác 1.2 triệu. Cái áo nó cực đẹp luôn, Santini của Ý, thương hiệu của Ý, để các bác 1.2 triệu. Các bác lưu ý giúp cho em là chắc chắn mình lấy đấy, thì mình hãy đặt các bác nhé, thì cứ chuyển đi chuyển về nó mất thời gian, xong là nó tốn tiền, xong là ví dụ không may nó có trường hợp nó bị mất đấy các bác, mất hàng ấy, thì em là cái người bán là người bị thiệt thòi đấy, nên là các bác trước khi các bác chốt rồi các bác suy nghĩ kỹ đấy, kiểm tra tài chính đó, xem là các bác chốt giúp cho em chắc chắn mình lấy thì mình hãy đặt các bác nhé. Em ship COD để các bác đến cứ nhận hàng, xong là các bác mở ra các bác xem đúng cái áo mà em quảng cáo đấy, đúng cái số tiền thì các bác nhận thôi đấy, mà đúng đồ xịn thì các bác nhận đấy, đúng như em nói thì nhận các bác nhé. Đấy, để các bác 1.2 triệu này đấy, vừa tốn tiền phí ship mất mấy chục nghìn rồi, xong bây giờ lại cần phải bán giảm giá cho các bác, nói chung là bán để xả xui cho các bác ơi. Rồi, bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ với em số điện thoại là 0936 525 998, số này em có kết nối cả Zalo. Em cảm ơn các bác đã ủng hộ theo dõi kênh Xe Đạp Phong Quyền. Em chào các bác.